Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vân Trang khoe biệt thự mới hoành tráng, không gian cực sang trọng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Vân Trang còn có gia đình hạnh phúc và sở hữu cơ ngơi khủng. Nội diễn viên cũng vừa xây thêm biệt thự mới để các con có không gian phát triển thoải mái. Không gian cơ ngơi mới của Vân Trang khiến mọi người phải trầm trồ. Vân Trang khoe không gian nhà mới hoành tráng của mình. Vợ chồng nữ diễn viên tạo nhà mới cho ba ái nữ thoải mái phát triển. Trên trang Facebook cá nhân, Vân Trang đã đăng tải loạt ảnh về không gian biệt thự mới của mình. Nữ diễn viên cho biết đây chính là căn nhà trong mơ của vợ chồng cô và đang được xây dựng khoảng 60%. Hiện tại, Vân Trang và chồng doanh nhân đang lên danh sách đồ nội thất để trang trí và sắp xếp cho cơ ngơi khủng của mình. Hình ảnh trên bản vẽ của biệt thự mới nhà Vân Trang. Gia đình nữ diễn viên chuẩn bị dọn về biệt thự mới. Vân Trang chia sẻ, thì là việc bắt đầu lựa chọn mọi thứ để hoàn thiện theo mong muốn và mơ ước của hai vợ chồng là cả một loạt những cân nhắc tính toán suy tư nên chắc phải viết danh sách lẻ lẻ vì mọi thứ đã hơn 60% rồi. Nói chung nội thất nhà em hiện vẫn còn đang trống trơ đó nên danh sách chắc dài. Cơ ngơi mới của Vân Trang đã xây dựng được khoảng 60%. Nội nhân viên cho thiết kế cả thang máy riêng trong nhà của mình. Tuy hiện tại, hình ảnh chỉ còn trên bản vẽ nhưng có thể thấy được biệt thự mới của Vân Trang rất hoành tráng, lộng lẫy. Từ bên ngoài bước vào là khoảng sân rộng rãi, phòng khách càng khiến khán giả trầm trồ khi có không gian thoáng đảng, cửa sổ lớn để lấy sáng. Nhà mới của Vân Trang được thiết kế theo phong cách đại trung hải, thân thiện với thiên nhiên, nữ diễn viên mang cả khu resort và biệt thự của mình để có được không gian sống thoải mái. Cơ ngơi mới của Vân Trang có tông màu trắng, nâu, chủ đạo, làm tăng thêm sự ấm cúng gần gũi cho gia đình. Khoảng sân rộng trước cửa nhà của Vân Trang, phòng khách liên kết với bàn ăn và có không gian thoáng đảng, khu vực bếp và đạo bếp cũng giúp Vân Trang thoải mái nấu ăn. Tầng lẫn có khu sinh hoạt chung cho cả gia đình căn phòng ngủ dành riêng cho ba cô con gái của vân trang mang đậm tính công chúa với tông màu hồng ngọt ngào các bé có khu vực giường ngủ học tập riêng biệt phòng vệ sinh cũng được thiết kế dành riêng cho ba ái nữ để các bé thuận tiện sinh hoạt phòng ngủ dành cho ba con của vân trang đậm chất công chúa phòng dành cho ba ái nữ đầy đủ tiện nghi phòng ngủ của vợ chồng vân trang sang trọng có view nhìn đẹp khu vực phòng khách nhà vân trang tràn ngập ánh sáng mỗi tầng đều có thiết kế phòng vệ sinh theo phong cách khác nhau Biệt thự mới của Vân Trang còn có cả sân thượng rộng rãi. Khán giả trầm trồ khi được dịp ngắm nhìn căn biệt thự mới của vợ chồng Vân Trang. Dù không tiết lộ kinh phí nhưng khán giả đoán rằng cơ người này chắc hẳn phải lên đến hàng chục tỷ đồng. Gia đình nữ diễn viên đang hào hứng chờ ngày dọn vào biệt thự mới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.